Dạ rồi, xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai xoay kiển trên cả nước ạ. Rồi hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cây mai ghép giống cúc thở hương giúp không mai tàn cho cô chú anh chị mình mua về mình chơi Tết năm 2024, hoặc là cô chú anh chị mình có thể lấy bo liền cũng rất là ok nha cô chú anh chị. Nè, thì cây ghép phong cao không nha cô chú anh chị, giá cũng chỉ giờ từ vài trăm ngàn thôi. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào mình ủng hộ cho vườn của bạn Nam nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa ha. Hôm nay tiếp tục đến với con cũng giao lưu với cô chú anh chị mình lô cúc thở hương ha. Giờ cho cô chú anh chị mình lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng mình chơi Tết 2024 nha. Rồi. Rồi giờ một cây đầu clip thì giao lưu với cô chú anh chị mà mình là cây cúc thở hương mã số 1N nha. Rồi. Thước dây. Mã số 1N cúc thở hương cô chú anh chị ha. Cái này tàn khá luôn cô chú anh chị. Bo nó già hết cô chú anh chị ha. Cái này cắt đôn rồi nè cô chú anh chị, đang đêm mới cái đầu tiên ha. Cái bo ghép nó bằng ngón tay tỏ tay trái mà luôn cô chú anh chị ha nè. Bằng tay tỏ tay trái luôn cô chú anh chị ha. Rồi, cho xin thông số luôn bạn ơi. Rồi, quỳnh thân là được 14. Quỳnh 14 cô chú anh chị. Chiều cao là được 99. Tán nhiên 87. Rồi cái cúc họ hương này giao giúp cô chú anh chị mình ha, giá là 700 nha. Mà số 1 anh nè. Đợi cây. Mã số 2N. Rồi 2N cũng là một cây cúc họ hương luôn cô chú anh chị. Cây này tàn khá đều luôn cô chú anh chị ha. Rồi bình thân là 12. Rồi. Chiều cao là được 90. Tán ngang là được 68. Rồi cái cúc họ hương mã số 2N giao lưu với cô chú anh chị mình là 650 nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 3N. Rồi 3N cũng là một cây cúc họ hương luôn cô chú anh chị. Cây này tàn khá đều ha. Quỳnh thân là được 12. Rồi. Chiều cao 96. Tới ngang 86. Rồi cái cúc họ hương giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng là 650 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4N. 4N cũng là một cây cúc họ hương cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 13. Chiều cao là được 1m. Tới ngang 77. Cái này đều tàn cô chú anh chị. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng là 800 nha. Tàn xum xuê đều tàn đẹp luôn ha, đỡ cây. Rồi, 4N. Rồi, 5N. Rồi, 5N cũng là một cây cúc họ hương hết cô chú anh chị. Quỳnh thân 13. Chiều cao 85. Tới ngang 70. Rồi cái cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 600 ngàn nha. Rồi mà đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6N. Cũng là một cái cúc họ hương của chú anh chị ơi. Ô một cây mai xoắn nha. Rồi một cây giả tự xoắn của chú anh chị ha. Xoắn cục cục luôn nè cô chú anh chị. Mình thân 12. Rồi. Chiều cao 76. Tán ngang là 65. Rồi cây mai xoắn giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 600 nha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 7N. Rồi tiếp theo mã số 7N cũng là một cái cúc họ hương của chú anh chị. Đây, cái này tàn khá luôn cô chú anh chị. Rồi. Thông số luôn rồi. Rồi. Mình thân 13. Chiều cao 70. Tới ngang 88. Rồi cái cúc họ hương mã số 7N giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng là 600 nha. Rồi đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8N. Rồi 8N cũng là một cây cúc họ hương luôn. Cây này phơm cao không cô chú anh chị, tàn cũng khá là đều ha. Rồi. Quỳnh thân 12. Chiều cao là 1m09. Tới ngang 90. Rồi, cái cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị giá cũng chỉ là 800 nha. Rồi mình đổi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 9N. 9N cũng là một cây cúc họ hương cô chú anh chị. Quỳnh thân 12. Chiều cao 92. Tới ngang 74. Rồi cái cúc họ hương giao lưu với cô chú anh chị giá là 700 ngàn ha. Mã số 9N. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo mã số 10N. Rồi tiếp theo mã số 10N. Cũng là một cây cúc họ hương luôn.
Bình thân là được 13. Rồi. Chiều cao là được 1m4. Tấn ngang 80. Rồi cái cúp hộp hương giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 800.000 bao phí ship luôn. Rồi, mình đã cây luôn ha. Mà số 10 nè, cũng là một cây cuối clip của em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết clip ha. Và cảm ơn được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094 của quý anh chị. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em nha. Rồi em xin chào ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh giống như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo nha.